Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào đón các em học sinh đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn ôn tập kiến thức trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tổ chức. Cô tên là Nguyễn Thu Hằng, giáo viên môn địa lý trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn. Các em thân mến, ở các tiết học trước, cô giáo Nông Thị Chi đã giúp các em hình thành kỹ năng khai thác kiến thức từ Atlas địa lý Việt Nam. Ngày hôm nay, cô tiếp tục đồng hành với các em chuyên đề 2 về kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ, với mong muốn giúp các em làm tốt hơn cái kỹ năng về địa lý cũng như cung cấp cho các em những hành trang về kiến thức để các em có thể vững tin trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Các em thân mến, kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ là kỹ năng quan trọng không thể thiếu được trong quá trình học tập địa lý và thi Trung học phổ thông quốc gia. Đặc biệt là khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo, số lượng câu hỏi liên quan đến bảng số liệu và biểu đồ chiếm tổng số 4 trên 20 câu hỏi và đạt được 10% tổng số điểm. Để quá trình học tập địa lý đạt hiệu quả cao, các em lưu ý chuẩn bị sách giáo khoa địa lý lớp 12, Atlas địa lý Việt Nam, vở ghi, máy tính cầm tay, hiện xử lý số liệu. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào bài ngày hôm nay. Chuyên đề kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ gồm 3 nội dung lớn. Nội dung thứ nhất, kỹ năng làm việc với bảng số liệu. Nội dung thứ hai, kỹ năng làm việc với biểu đồ. Nội dung thứ ba, bài tập vận dụng. Sau đây, cô trò chúng ta cùng đi vào nội dung đầu tiên, kỹ năng làm việc với bảng số liệu. Tìm hiểu về kỹ năng làm việc với bảng số liệu, các em lưu ý có 4 nội dung cơ bản sau đây. Nội dung thứ nhất, một số vấn đề cần lưu ý. Nội dung thứ hai, kỹ năng nhận xét bảng số liệu. Nội dung thứ ba, kỹ năng lựa chọn biểu đồ. Nội dung thứ tư, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Bảng số liệu thể hiện mối quan hệ giữa các số liệu với nhau theo một chủ đề nhất định. Các số liệu được sắp xếp theo các tiêu chí và có mối quan hệ với nhau. Vì vậy, khi làm việc với bảng số liệu, các em cần lưu ý những vấn đề sau. Trước hết, đọc kỹ yêu cầu của đề bài để không bỏ sót các dữ kiện. Nghiên cứu yêu cầu của đề bài, xử lý số liệu trong các trường hợp cần thiết. Trong nhiều trường hợp, bảng số liệu chưa được thỏa mãn với yêu cầu của đề bài, cần thiết phải xử lý số liệu. Bước 3, phân tích số liệu theo hàng ngang, cột dọc để thấy được mối quan hệ giữa các số liệu. Bước thứ 4 là kết hợp với các kiến thức đã học để nêu ra nhận xét. Số liệu được dùng để cụ thể hóa, minh họa các đối tượng địa lý, làm rõ các kiến thức địa lý. Vì vậy, khi kết hợp với các kiến thức đã học, các em sẽ làm sáng tỏ vấn đề được nêu ra. Trong một số trường hợp, cần thiết phải tính toán số liệu trước khi nhận xét, chẳng hạn như với bảng số liệu tuyệt đối, yêu cầu là nhận xét về cơ cấu, hay bảng số liệu về diện tích, dân số nhưng yêu cầu tính mật độ, hoặc là một số bài tập cần phải nhận xét về tính toán tăng nhanh, tăng chậm, tăng ít, tăng nhiều. Một số phép tính toán thường gặp trong địa lý và đặc biệt là trong thi Trung học phổ thông quốc gia, các em lưu ý như sau. Thứ nhất, tính toán về mật độ dân số với đơn vị là người trên km vuông, công thức tính sẽ là mật độ dân số bằng số dân chia cho diện tích. Thứ hai, tính cơ cấu. Tỷ trọng của từng thành phần trong cơ cấu sẽ bằng giá trị của từng thành phần chia cho tổng số và nhân với 100. Phép tính thứ ba, tính bình quân về sản lượng lương thực với đơn vị là kg trên người. Bình quân sản lượng lương thực sẽ bằng sản lượng chia cho dân số. Phép tính thứ tư, tính tỷ lệ gia tăng tự nhiên. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên bằng tỷ lệ sinh trừ tỷ lệ tử, đơn vị là phần trăm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phép tính này, các em cần thiết phải đổi số liệu vì tỷ lệ sinh là phần nghìn, tỷ lệ tử là phần nghìn. Vậy tỷ lệ gia tăng tự nhiên là phần trăm, chúng ta phải đổi từ đơn vị phần nghìn ra đơn vị phần trăm. Phép tính thứ 5, tính năng suất. Đơn vị là tạ trên hecta, năng suất sẽ bằng sản lượng chia cho diện tích. Phép tính thứ 6, tốc độ tăng trưởng, phần trăm. Tốc độ tăng trưởng sẽ bằng giá trị của năm sau, chia cho năm đầu tiên và nhân với 100%. Đây là những phép tính cơ bản trong thi Trung học phổ thông quốc gia môn địa lý. Bên cạnh các phép tính toán này, các em lưu ý còn có các phép tính liên quan đến tăng nhanh, tăng chậm của các đối tượng. Về tính tăng nhanh, tăng chậm của các đối tượng thì có hai cách tính. Một là tính tốc độ tăng. Tốc độ tăng thì các em có thể tính được, coi năm đầu là 100%, các năm sau tính theo năm đầu tiên. Hai là các em có thể tính ra số lần. Tuy nhiên, trong thi Trung học phổ thông quốc gia, để có thể làm bài nhanh nhất thì các em nên tính ra số lần. Khi tính toán, các em đảm bảo nguyên tắc làm tròn của toán học, lấy một số thập phân sau dấu phẩy. Với một số các đơn vị cá biệt thì chỉ được lấy đến phần số nguyên,
ví dụ như là mật độ dân số, vì đối tượng ở đây là người. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào các ví dụ. Ví dụ thứ nhất, cho bảng số liệu diện tích và dân số của một số quốc gia năm 2018. Tính mật độ dân số của một số quốc gia năm 2018. Như vậy, với bảng số liệu, đối tượng là diện tích, đơn vị nghìn km vuông, dân số đơn vị là triệu người. Tính được mật độ dân số, thứ nhất các em cần phải nhớ được công thức tính mật độ dân số. Mật độ dân số bằng số dân chia cho diện tích, đơn vị là người trên km vuông. Ở đây các em thấy rất rõ, đơn vị của diện tích là nghìn km vuông, đơn vị của dân số là triệu người. Hai đơn vị này chưa cùng cái đơn vị của số học, vì vậy các em cần phải đổi về cùng một đơn vị số học. Các em có thể đổi từ nghìn sang triệu hoặc là từ triệu sang nghìn. Sau đó các em sẽ thực hiện phép tính để có các kết quả đúng. Là các em sẽ tính được mật độ dân số của các quốc gia vào năm 2018 như sau. Mật độ dân số của Indonesia là 139. Mật độ dân số của Campuchia là 88. Mật độ dân số của Malaysia là 98. Và mật độ dân số của Philippines là 357. Cô lưu ý các em, đơn vị của mật độ dân số là người trên km vuông. Các em lưu ý, chính đơn vị của các đối tượng địa lý sẽ là một từ chìa khóa để các em có thể tìm ra được các phương án và sử dụng các công thức cho phù hợp trong tính toán để nhận xét các đối tượng địa lý. Chúng ta cùng đi tiếp đến nội dung thứ hai là kỹ năng nhận xét bảng số liệu. Để tiến hành nhận xét bảng số liệu, các em cần thực hiện theo 3 bước sau. Bước 1, nhận xét chung khái quát các đối tượng có trong bảng số liệu. Bước 2, nhận xét chi tiết, phân tích các số liệu theo hàng ngang, cột dọc. Bước 3, chú ý đến các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, các giá trị đột biến. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ tiếp theo. Cho bảng số liệu, số lượt khách du lịch của nước ta giai đoạn 2010-2017, đơn vị là triệu lượt khách. Nhận xét về số lượt khách du lịch của nước ta giai đoạn 2010-2017. Quan sát bảng số liệu, yêu cầu của câu hỏi là nhận xét về số lượt khách du lịch của nước ta. Để có thể nhận xét được thì chúng ta lưu ý, ở trong nội dung của phần này, các em cần xử lý số liệu tính theo tăng về quy mô, tăng về triệu lượt khách, về tốc độ, đó là tăng theo số lần. Ở đây thì cũng giống như phần trước cô đã nhắc đến các em, các em có thể sử dụng phép tính tốc độ tăng trưởng, nhưng tuy nhiên để có thể tính toán nhanh, các em lưu ý chúng ta sẽ sử dụng tính theo số lần. Các em sẽ lấy số liệu của năm cuối cùng là năm 2017 chia cho số liệu của năm 2010 để tính ra được số lần. Và để tính ra được là tăng bao nhiêu triệu lượt khách, các em sẽ lấy số liệu của năm 2017 trừ đi số liệu của năm 2010. Sau đây sẽ là kết quả của phép tính như sau. Về số lượng tăng, khách trong nước tăng 74,9 triệu lượt khách. Khách quốc tế tăng 5,1 triệu lượt khách. Về số lần, khách trong nước tăng 2,3 lần và khách quốc tế tăng 1,6 lần. Như vậy, để nhận xét về sự thay đổi quy mô của đối tượng cụ thể ở đây là số lượt khách du lịch của nước ta giai đoạn năm 2010-2017, chúng ta cần phải nhận xét về sự thay đổi về quy mô, đó là tăng nhiều, tăng ít và tốc độ của nó là tăng nhanh hay tăng chậm. Và các em quan sát được ở trên bảng số liệu, nhận xét khái quát là từ năm 2010 cho đến năm 2017 thì số lượt khách du lịch của nước ta có xu hướng tăng. Cụ thể như sau, khách trong nước tăng từ 57,9 triệu lượt khách lên đến 132,8 triệu lượt khách, tăng 74,9 triệu lượt khách và tăng 2,3 lần. Khách quốc tế tăng từ 8,6 triệu lượt khách lên đến 13,7 triệu lượt khách, tăng 5,1 triệu lượt khách và tăng 1,6 lần. Như vậy, khách trong nước vừa tăng nhiều hơn và vừa tăng nhanh hơn so với khách quốc tế. Vậy, khi nhận xét về quy mô của các đối tượng, các em cần lưu ý nhận xét tăng nhanh, tăng chậm, tăng nhiều, tăng ít hay là nhận xét về xu hướng giảm. Các em sẽ cùng đi tiếp một dạng thứ hai của bảng số liệu. Cho bảng số liệu, dân số của nước ta giai đoạn 2005-2018, đơn vị là nghìn người, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta. Với yêu cầu của bảng số liệu, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu, trong bảng số liệu này số liệu là đơn vị tuyệt đối, vì vậy chưa thỏa mãn với yêu cầu của đề bài, các em phải xử lý số liệu đó là
tính cơ cấu dân số. Tổng số liệu này ở dạng là ẩn tổng số. Vậy để tính được tỷ trọng của dân số thành thị và nông thôn, các em bắt buộc phải tính tổng dân số thành thị và nông thôn, sau đó các em mới tính tỷ trọng của dân số thành thị và nông thôn so với tổng số dân. Sau đây sẽ là bảng số liệu về cơ cấu dân số thành thị nông thôn đã được xử lý. Vậy, bây giờ để nhận xét được sự chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị nông thôn, chúng ta sẽ thực hiện theo các bước như sau. Thứ nhất, nhận xét khái quát. Các em thấy được, tỷ trọng dân số thành thị và dân số nông thôn có xu hướng thay đổi. Cụ thể, dân số thành thị có xu hướng tăng từ 27,1% lên đến 35,7%, tăng 8,6%. Dân cư nông thôn có xu hướng giảm từ 72,9% xuống còn 64,3% và giảm 8,6%. Quan sát trên bảng số liệu, tỷ trọng của dân số nông thôn luôn cao hơn so với tỷ trọng của dân số thành thị trong cơ cấu dân số. Như vậy, với dạng bài tập mà nhận xét bảng số liệu thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu, các em sẽ để ý đến sự chuyển dịch của các thành phần và đối tượng địa lý theo thời gian. Các em vừa được ôn tập kỹ năng nhận xét bảng số liệu, chúng ta cùng ôn tập đến kỹ năng tiếp theo, đó là kỹ năng lựa chọn biểu đồ. Để lựa chọn được biểu đồ từ bảng số liệu, các em cần căn cứ vào các yếu tố sau. Thứ nhất, dựa vào yêu cầu của đề bài. Yêu cầu của đề bài sẽ hỏi các em về nội dung gì, và đây là căn cứ quan trọng nhất. Thường thì trong câu hỏi sẽ hỏi các em ở dạng là biểu đồ nào thích hợp nhất. Vậy với câu hỏi này, bắt buộc các em cần phải lưu ý. Thứ nhất là đảm bảo được tiêu chí cơ bản, là thể hiện đúng nội dung của bảng số liệu. Thứ hai là trực quan nhất trong các biểu đồ được lựa chọn, có thể vẽ. Lưu ý thứ hai là dựa vào đặc điểm của bảng số liệu. Mỗi bảng số liệu có một đơn vị, tiêu chí riêng và nội dung thể hiện riêng. Có những bảng số liệu thích hợp với nhiều loại biểu đồ, nhưng có những bảng thì chỉ thích hợp với một dạng biểu đồ nhất định. Lưu ý thứ ba, dựa vào chức năng của biểu đồ. Mỗi loại biểu đồ có chức năng không giống nhau. Căn cứ vào chức năng của biểu đồ, đối chiếu với các yêu cầu của bảng số liệu, các em có thể lựa chọn được dạng biểu đồ thích hợp nhất. Sau đây, để giúp cho các em làm tốt kỹ năng lựa chọn biểu đồ từ bảng số liệu, cô đưa ra một số những dấu hiệu nhận biết như sau. Với biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn, nếu như trong lời dẫn của câu hỏi, các em thấy rằng xuất hiện các cụm từ cơ cấu, quy mô và cơ cấu và khoảng thời gian từ 1 cho đến 3 năm. Dạng biểu đồ thứ hai đó là biểu đồ miền. Các em sẽ lựa chọn biểu đồ miền nếu như trong các phương án có xuất hiện các cụm từ như sau: chuyển dịch cơ cấu hay cơ cấu. Và lưu ý với các em, từ 4 năm trở lên, dạng biểu đồ thứ ba đó là biểu đồ cột. Biểu đồ cột thể hiện quy mô của đối tượng, thể hiện được tình hình phát triển của đối tượng, ngoài ra còn so sánh được các đối tượng với nhau. Vì vậy, trong các phương án các em sẽ lựa chọn nếu như có các cụm từ như sau: so sánh, số lượng, tình hình, với khoảng thời gian là nhỏ hơn hoặc bằng 4 năm, từ 2 đến 3 đối tượng cùng đơn vị hoặc là hai đơn vị khác nhau. Dạng biểu đồ tiếp theo là biểu đồ đường. Trong thi Trung học Phổ thông Quốc gia thường là dạng biểu đồ về tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, các em sẽ lựa chọn phương án nào có xuất hiện cụm từ là tốc độ tăng trưởng, với khoảng thời gian lớn hơn hoặc bằng 4 năm, có nhiều đối tượng và lớn hơn hoặc bằng một đơn vị, thì các em sẽ lựa chọn biểu đồ đường. Biểu đồ tiếp theo đó là biểu đồ kết hợp. Biểu đồ kết hợp là một dạng biểu đồ biến thể được sử dụng để thể hiện về tình hình, về số lượng, sự phát triển của hiện tượng địa lý. Với khoảng thời gian lớn hơn hoặc bằng 4 năm, có từ 2 đến 3 đối tượng với hai đơn vị khác nhau có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Vậy các mối quan hệ hữu cơ của các đối tượng đó là mối quan hệ nào? Trong chương trình địa lý lớp 12 các em đã được học, đó chính là mối quan hệ giữa số lượt khách du lịch với doanh thu du lịch, hay là mối quan hệ giữa giá trị sản xuất với sản lượng, hoặc là diện tích và năng suất. Biểu đồ kết hợp chỉ xuất hiện một dạng duy nhất, chính là biểu đồ kết hợp cột và đường. Với dạng biểu đồ kết hợp cột và đường lại được phân chia thành nhiều dạng cụ thể, có thể là cột đơn kết hợp với đường, cột chồng kết hợp với đường, hoặc cột ghép kết hợp với đường. Như vậy, các em đã nắm vững được kỹ năng lựa chọn biểu đồ từ bảng số liệu. Sau đây, các em sẽ quan sát các ví dụ cho bảng số liệu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, đơn vị là 1.000 tấn. Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Đọc lời dẫn của câu hỏi, yêu cầu biểu đồ thể hiện cơ cấu.
Trong bảng số liệu, yêu cầu thể hiện có 2 năm là năm 2010 và năm 2018. Với các tiêu chí, biểu đồ thích hợp nhất ở đây chính là biểu đồ tròn. Các em học sinh thân mến, các em đã ôn tập lại kỹ năng làm việc với bảng số liệu, nhưng làm cách nào để các em có thể làm tốt các câu hỏi trắc nghiệm khách quan một cách chính xác nhất và trong khoảng thời gian nhanh nhất? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến nội dung thứ tư, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Để trả lời được các câu hỏi, các em cần biết được các dạng câu hỏi. Có hai dạng câu hỏi. Dạng thứ nhất là nhận xét bảng số liệu. Với nhận xét bảng số liệu lại được chia ra thành hai dạng, đó là dạng khẳng định và dạng phủ định. Dạng khẳng định nếu như trong lời dẫn của câu hỏi có cụm từ theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng. Dạng phủ định nếu như trong lời dẫn của câu hỏi có cụm từ theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng, không phải. Dạng bài tập thứ hai là lựa chọn biểu đồ từ bảng số liệu. Và để trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các em cần lưu ý 3 bước sau. Bước 1, đọc hướng dẫn và phương án trả lời để xác định yêu cầu. Bước 2, nhận xét dựa trên yêu cầu của đề bài, xử lý số liệu nếu cần thiết. Bước 3, lựa chọn các phương án trả lời đúng. Các em cùng quan sát các ví dụ cho bảng số liệu, diện tích và dân số của một số quốc gia năm 2018. Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của một số quốc gia năm 2018? Các em thấy rằng với yêu cầu của đề bài đó là nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về mật độ dân số. Trong khi đó, bảng số liệu thì chưa thỏa mãn với yêu cầu của đề bài. Vì vậy, các em cần phải tính toán về mật độ dân số. Với công thức mà cô đã hướng dẫn các em ở trong nội dung một số vấn đề cần lưu ý, các em sẽ tính toán được mật độ dân số của một số quốc gia năm 2018. Kết quả như sau. Khi đã có bảng kết quả về mật độ dân số của các quốc gia năm 2018, các em sẽ đối chiếu so sánh với từng phương án để tìm ra câu trả lời đúng nhất. Phương án A, Malaysia thấp hơn Campuchia, đây là phương án không đúng. Phương án B, Indonesia thấp hơn Malaysia, vậy đây cũng là phương án không đúng. Phương án C, Campuchia cao hơn Indonesia, đây cũng là một phương án không đúng. Như vậy, với 3 phương án không đúng, các em có thể lựa chọn ngay phương án thứ tư là phương án D, Philippines cao hơn Indonesia là phương án đúng. Philippines với mật độ dân số là 357 người trên km vuông và Indonesia là 139 người trên km vuông. Philippines cao hơn Indonesia, đáp án đúng mà chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án D. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang một ví dụ nữa. Cho bảng số liệu, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2018. Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2005-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Đọc yêu cầu của đề bài, từ chìa khóa ở đây đó là yêu cầu thể hiện về sản lượng. Và giai đoạn là từ năm 2005 đến năm 2018. Trong bảng số liệu thể hiện 3 đối tượng địa lý với 2 đơn vị. 3 đối tượng đó là than với đơn vị là 1.000 tấn, dầu thô đơn vị là 1.000 tấn, điện đơn vị là triệu kWh. Đối chiếu căn cứ lựa chọn biểu đồ. Vì vậy, biểu đồ thích hợp nhất đó chính là biểu đồ kết hợp. Vậy phương án D là phương án trả lời đúng. Như vậy, cô đã ôn tập với các em kỹ năng làm việc với bảng số liệu. Sau đây, cô và các em tiếp tục tìm hiểu sang kỹ năng tiếp theo, đó là kỹ năng làm việc với biểu đồ. Biểu đồ được xem là hình vẽ thể hiện trực quan nhất mối quan hệ giữa các số liệu và đại lượng. Trong các biểu đồ địa lý thì biểu đồ chính là hình vẽ được dùng để thể hiện các đối tượng địa lý về quy mô, về cơ cấu, về quá trình thay đổi và được coi là một kênh thông tin để khai thác tri thức địa lý. Kỹ năng làm việc với biểu đồ bao gồm các nội dung sau. Thứ nhất, một số vấn đề cần lưu ý. Thứ hai, kỹ năng xác định nội dung biểu đồ. Thứ ba, kỹ năng nhận xét biểu đồ. Thứ tư, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Sau đây, chúng ta cùng bước vào nội dung một số vấn đề cần lưu ý. Như các em đã biết, biểu đồ được phân ra thành nhiều loại khác nhau, tùy theo cơ sở phân loại. Theo chức năng biểu đồ thì có biểu đồ quy mô, có biểu đồ về động thái, có biểu đồ về cơ cấu. Trong tiết học ngày hôm nay, cô lưu ý với các em có 5 dạng biểu đồ thường được sử dụng trong thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đó là biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ kết hợp, biểu đồ tròn
và biểu đồ miền. Năm dạng biểu đồ này có những chức năng như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu. Thứ nhất, với biểu đồ cột. Biểu đồ cột thể hiện tình hình phát triển quy mô của đối tượng, so sánh các đối tượng địa lý. Biểu đồ giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số quốc gia năm 2017. Quan sát lên biểu đồ, các đối tượng ở đây đó là giá trị xuất khẩu và nhập khẩu có sự khác biệt theo các quốc gia. Dạng biểu đồ thứ hai là biểu đồ đường. Trong thi Trung học phổ thông quốc gia, dạng biểu đồ đường phổ biến được sử dụng đó chính là biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng của các đối tượng địa lý. Và các biểu đồ đường đều được xuất phát từ mốc 100%. Có thể có nhiều đường hoặc có một đường, nhưng thường là sẽ có từ 2 cho đến 3 đường. Dạng biểu đồ thứ ba là biểu đồ kết hợp. Biểu đồ kết hợp được dùng để thể hiện tình hình phát triển của các đối tượng có từ 2 đối tượng trở lên với 2 đơn vị khác nhau có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các em quan sát biểu đồ về số lượt khách và doanh thu của các cơ sở lưu trú của nước ta giai đoạn 2010-2017. Ở biểu đồ thể hiện đối tượng đó là khách trong nước, khách quốc tế và doanh thu với 2 đơn vị là triệu lượt khách và nghìn tỷ đồng. Chúng ta chuyển tiếp sang dạng biểu đồ tiếp theo, biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn được sử dụng để thể hiện quy mô cơ cấu thành phần của các đối tượng địa lý. Các em quan sát lên trên biểu đồ. Biểu đồ về cơ cấu giá trị xuất khẩu, dịch vụ phân theo loại hình của nước ta được thể hiện ở 2 năm, năm 2010 và năm 2018. Các đối tượng đó là dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch và dịch vụ khác có sự thay đổi theo năm. Chúng ta cùng đi đến dạng biểu đồ tiếp theo là biểu đồ miền. Biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu thành phần của các đối tượng. Cơ cấu GDP của nước ta phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2010-2018. Như vậy, các em đã tìm hiểu được một số vấn đề cần lưu ý về chức năng của các loại biểu đồ cơ bản. Sau đây, chúng ta tiếp tục đi vào nội dung thứ hai, đó là kỹ năng xác định nội dung biểu đồ. Để xác định được nội dung của biểu đồ, các em cần quan sát nhận dạng của biểu đồ, đọc kỹ các phương án trả lời để tìm ra phương án đúng nhất. Sau đây sẽ là một số gợi ý. Nếu biểu đồ cho là biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ miền, thì các em sẽ lựa chọn các phương án mà ở đó có các cụm từ cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu hoặc tỉ trọng. Nếu biểu đồ là dạng tốc độ tăng trưởng, các đường được xuất phát từ 100%, thì các em sẽ lựa chọn ngay các phương án có cụm từ tốc độ tăng trưởng. Với dạng biểu đồ hình cột, có thể là cột gộp nhóm với 2 đối tượng hoặc cột gộp nhóm 3 đối tượng theo thời gian. Các em sẽ lưu ý lựa chọn các phương án có cụm từ giá trị, quy mô, số lượng, sản lượng. Biểu đồ cột được thể hiện, có thể thể hiện được tình hình phát triển của đối tượng, quy mô của đối tượng và so sánh được các đối tượng với nhau. Vì vậy, tùy theo từng nội dung với một số các cụm từ khác có thể thể hiện về diện tích hoặc sản lượng của các đối tượng. Đây sẽ là bảng tổng hợp về kỹ năng xác định nội dung biểu đồ với các dạng biểu đồ để các em có thể lựa chọn được các phương án đúng nhất. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô trò chúng ta sẽ cùng đi đến các ví dụ. Cho biểu đồ GDP của Philippines, Thái Lan, Việt Nam giai đoạn 2010-2017. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Đây là lời dẫn của câu hỏi mà các em sẽ gặp trong thi Trung học phổ thông quốc gia. Với hình dạng của biểu đồ, các em có thể xác định được ngay là dạng biểu đồ tốc độ tăng trưởng. Chúng ta sẽ lựa chọn trong các phương án có cụm từ tốc độ tăng trưởng, đó chính là phương án đúng. Cô trò chúng ta cùng đi tiếp sang kỹ năng tiếp theo, kỹ năng nhận xét biểu đồ. Việc nhận xét biểu đồ về cơ bản tương tự giống như nhận xét về bảng số liệu. Các em cần thực hiện 3 bước như sau. Bước 1, nhận xét chung khái quát các đối tượng có trong biểu đồ. Bước 2, nhận xét chi tiết phân tích các số liệu trong biểu đồ. Bước 3, chú ý đến các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, các giá trị đột biến. Các em sẽ quan sát ví dụ. Cho biểu đồ, diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018. Nhận xét sự thay đổi về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018. Quan sát vào biểu đồ, diện tích lúa các mùa vụ của nước ta từ năm 2010 đến năm 2018 có sự thay đổi. Diện tích lúa đông xuân có xu hướng tăng. Diện tích lúa hè thu cũng có xu hướng tăng. Diện tích lúa mùa có xu hướng giảm. Như vậy, bên cạnh nhận xét về xu hướng thay đổi, các em còn cần phải lưu ý thêm một nhận xét nữa, đó là
lúa đông xuân luôn có diện tích lớn nhất. Đứng thứ hai là diện tích của lúa hè thu và thu đông. Thứ ba là diện tích của lúa mùa. Các em đã được rèn luyện kỹ năng làm việc với biểu đồ. Để các em có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến biểu đồ, chúng ta cùng bước sang nội dung thứ tư, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với nội dung về hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các em lưu ý sẽ có hai dạng bài. Dạng thứ nhất, xác định nội dung biểu đồ. Dạng thứ hai là nhận xét biểu đồ. Với dạng nhận xét biểu đồ thì có hai dạng bài tập thường được sử dụng. Dạng thứ nhất đó là dạng khẳng định. Nếu trong lời dẫn của câu hỏi có cụm từ theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng? Dạng phủ định, nếu trong lời dẫn của câu hỏi có cụm từ theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng, không phải? Để trả lời các câu hỏi, các em lưu ý 3 bước sau. Bước 1, đọc lời dẫn và phương án trả lời để xác định yêu cầu. Bước 2, nhận xét dựa trên yêu cầu của đề bài, xử lý số liệu nếu cần. Bước 3, lựa chọn phương án trả lời đúng. Sau đây, các em quan sát lên trên màn hình. Ví dụ, cho biểu đồ GDP của Philippines giai đoạn 2010-2017. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Quan sát vào hình ảnh của biểu đồ, đây là dạng biểu đồ miền. Vì vậy, các em sẽ tìm thật nhanh các phương án có cụm từ chuyển dịch cơ cấu. Các em sẽ lựa chọn được phương án là phương án C, chuyển dịch cơ cấu GDP của Philippines giai đoạn 2010-2017 là phương án đúng. Các em cùng tiếp tục với ví dụ sau. Cho biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia giai đoạn 2010-2017. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia giai đoạn 2010-2017? Sau khi xác định được các từ chìa khóa không đúng vào tốc độ tăng trưởng, quan sát các phương án trả lời, các em thấy rằng có các cụm từ tăng nhanh, tăng chậm. Vì vậy, để có thể chọn được phương án đúng, các em cần phải có bước so sánh các số liệu ở trên biểu đồ. Với Philippines thì tăng từ 100% lên đến 157,1% và tăng 57,1%. Với Thái Lan, tăng từ 100% đến 133,5%, tăng 33,5%. Việt Nam, tăng từ 100% lên đến 193,1%, tăng 93,1%. Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất. Như vậy, đối chiếu với các phương án và phần nhận xét, các em sẽ có được các đáp án trả lời. Phương án A, Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan, là một phương án đúng. Phương án B, Thái Lan tăng chậm hơn so với Philippines, cũng là một phương án đúng. Phương án C, Philippines tăng nhanh hơn Việt Nam. Chúng ta đã có nhận xét Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất. Vì vậy, phương án C cũng là phương án, chính là cái phương án không đúng và cũng chính là cái đáp án của câu hỏi này. Phương án D, Việt Nam có tốc độ nhanh nhất, chính là phương án đúng rồi. Như vậy, C là đáp án trả lời của câu hỏi này, Philippines tăng nhanh hơn Việt Nam. Các em thân mến, sau một khoảng thời gian ngắn, cô và các em đã ôn tập lại kỹ năng làm việc với bảng số liệu và kỹ năng làm việc với biểu đồ. Vậy để khắc sâu hơn nữa, kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng thực hiện với 4 kỹ năng cơ bản. Kỹ năng thứ nhất về nhận xét bảng số liệu. Thứ hai là kỹ năng nhận dạng biểu đồ từ bảng số liệu. Thứ ba, kỹ năng xác định nội dung biểu đồ. Thứ tư, kỹ năng nhận xét biểu đồ. Trong phần bài tập vận dụng, cô sẽ dành cho các em 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bảng số liệu và biểu đồ. Câu 1, cho bảng số liệu tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của một số quốc gia năm 2018, đơn vị là phần nghìn. Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỷ lệ gia tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia? Sau khi đọc yêu cầu của đề bài, từ chìa khóa của câu hỏi này chính là tìm ra nhận xét đúng khi so sánh về tỷ lệ gia tăng tự nhiên. Trong bảng số liệu thì chưa thể hiện được tỷ lệ gia tăng tự nhiên, bắt buộc các em phải tìm ra nó. Vậy cách tính về tỷ lệ gia tăng tự nhiên cô đã giới thiệu với các em trong nội dung của phần đầu tiên. Các em sẽ cùng nhớ lại cách tính đó và tính toán cho cô về tỷ lệ gia tăng tự nhiên. Sau đây sẽ là bảng kết quả về tỷ lệ gia tăng tự nhiên của một số quốc gia năm 2018. Ngoài việc chúng ta tính toán các số liệu, các em cần để ý trong các phương án sẽ có các cụm từ. Nó sẽ định hướng cho các em trong việc lựa chọn các phương án trả lời đúng. Có các phương án là cao hơn để thể hiện sự so sánh của
các đối tượng với nhau chính là các quốc gia. Ở phương án A, Thái Lan cao hơn Myanmar là phương án không đúng. Phương án B, Myanmar cao hơn Indonesia là phương án không đúng. Phương án C, Indonesia cao hơn Philippines cũng là một phương án không đúng. Và phương án D, Philippines cao hơn Thái Lan. Các em thấy rằng Philippines với tỷ lệ gia tăng tự nhiên là 1,5%, vì vậy sẽ cao hơn với Thái Lan là 0,3%. Như vậy, đáp án đúng của câu này chính là phương án D, Philippines cao hơn Thái Lan. Chúng ta cùng bước sang câu thứ hai. Cho bảng số liệu GDP của một số quốc gia năm 2010 và năm 2017, đơn vị là tỷ USD. Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của một số quốc gia năm 2017 so với năm 2010? Yêu cầu của đề bài nhận xét không đúng về GDP. Các em sẽ gạch chân cho cô cái cụm từ không và GDP của một số quốc gia. Kết hợp với các phương án có xuất hiện các cụm từ là tăng nhanh, tăng chậm, tăng nhiều, tăng ít. Cách thức tính so sánh về tăng nhanh, tăng chậm chính là nói về tốc độ các em đã được tính toán. Và ở đây các em nên sử dụng cách tính đó là tính theo số lần. Tăng nhiều, tăng ít chính là sự tăng về quy mô. Các em sẽ lấy số liệu của năm sau trừ đi số liệu của năm đầu tiên để có thể có được kết quả. Trong quá trình làm bài thi, để tiết kiệm thời gian, các em có thể viết kết quả của các phép tính vào đề thi, sắp xếp các phương án xử lý số liệu và xếp hạng các giá trị để từ đó có thể đối chiếu được các phương án đúng và tìm ra đáp án nhanh nhất. Đối chiếu với bảng số liệu thì trong các phương án trả lời ở đây, các em có thể lựa chọn được ngay phương án đúng chính là phương án B, Philippines tăng nhiều nhất. Chúng ta cùng đi tiếp câu thứ 3. Cho bảng số liệu, diện tích lúa ngô của nước ta giai đoạn 2010-2018. Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi diện tích lúa ngô của nước ta giai đoạn 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Trong yêu cầu câu hỏi, yêu cầu thể hiện là sự thay đổi về diện tích lúa và ngô, thể hiện sự thay đổi của các đối tượng địa lý theo một thời gian. Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi về quy mô chính là biểu đồ cột. Như vậy, phương án đúng là phương án biểu đồ cột. Chúng ta cùng đi tiếp câu thứ 4. Cho bảng số liệu, sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2018 đơn vị là 1.000 tấn. Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Các em có thể xác định từ chìa khóa chính là sự chuyển dịch cơ cấu. Thấy được là có 4 mốc năm, dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu chính là dạng biểu đồ miền. Phương án ở đây đó là phương án C. Câu 5. Cho bảng số liệu sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010-2018. Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Với dạng biểu đồ về tốc độ tăng trưởng, các em sẽ lựa chọn rất nhanh ở đây chính là phương án B, biểu đồ đường. Chúng ta cùng đi tiếp câu thứ 6. Cho bảng số liệu, số lượt khách và doanh thu các cơ sở lưu trú của nước ta giai đoạn 2010-2017. Theo bảng số liệu, để thể hiện số lượt khách và doanh thu của các cơ sở lưu trú của nước ta giai đoạn 2010-2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? Yêu cầu của đề bài là thể hiện về số lượt khách và doanh thu với 3 đối tượng là khách trong nước, khách quốc tế và doanh thu. Hai đơn vị đó là triệu lượt khách và 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, các em sẽ lựa chọn biểu đồ thích hợp nhất ở đây, đó là biểu đồ kết hợp. Phương án D là phương án trả lời đúng. Chúng ta cùng đi tiếp câu thứ 7. Cho biểu đồ về than và điện của nước ta giai đoạn 2005-2018. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Quan sát vào hình dạng của biểu đồ, đây là dạng biểu đồ kết hợp. Dạng biểu đồ kết hợp sẽ được sử dụng để thể hiện tình hình phát triển, quy mô, số lượng, sản lượng của các đối tượng địa lý với 2 đối tượng địa lý trở lên và có 2 đơn vị. Vì vậy, phương án trả lời đúng nhất các em sẽ lựa chọn ở trong 4 phương án này chính là phương án B, là sự thay đổi về sản lượng than và điện của nước ta giai đoạn 2005-2018. Chúng ta đi tiếp câu 8. Cho biểu đồ GDP của một số quốc gia giai đoạn 2010-2017.
biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Quan sát vào hình dạng của biểu đồ, đây là biểu đồ đường về tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, các em sẽ nhanh chóng lựa chọn các phương án có cụm từ là tốc độ tăng trưởng. Vậy đáp án đúng vào câu này, các em sẽ lựa chọn đó là đáp án D. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang câu thứ 9. Cho biểu đồ sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2010-2018. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2010-2018? Yêu cầu của đề bài đó là nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lúa và ngô. Các em quan sát vào biểu đồ về sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2010-2018. Sản lượng lúa và ngô của nước ta đều có xu hướng tăng nhưng không ổn định. Vì vậy, đối chiếu các phương án trả lời với nội dung mà chúng ta vừa nhận xét, các em sẽ tìm ra được phương án trả lời đúng nhất, đó chính là phương án C. Ngô và lúa có xu hướng tăng không đều. Câu số 10. Cho biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo loại hình dịch vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta phân theo loại hình dịch vụ năm 2018 so với năm 2010? Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo loại hình dịch vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010? Yêu cầu của câu hỏi đó là nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa. Nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo loại hình dịch vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010 như sau. Dịch vụ vận tải thì có xu hướng giảm, các dịch vụ còn lại sẽ có xu hướng tăng. Sau khi nhận xét về biểu đồ, các em thấy rằng các phương án A, B, D đều là những nhận xét đúng của biểu đồ. Vì vậy, nhận xét không đúng về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo loại hình dịch vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010 chính là phương án C, dịch vụ vận tải tăng, dịch vụ khác tăng. Như vậy, sau 10 câu hỏi của phần bài tập vận dụng, cô tin tưởng rằng các em đã có một tâm thế vững vàng chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Cô chúc tất cả các em đạt được điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em thân mến, trong tiết học vừa rồi, cô đã giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ với 3 nội dung: kỹ năng làm việc với bảng số liệu, kỹ năng làm việc với biểu đồ và bài tập vận dụng. Đặc biệt, thông qua việc ôn tập về kỹ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ, các em được rèn luyện thêm về cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, làm thế nào để trả lời nhanh nhất, đúng nhất và đạt kết quả cao nhất. Trước khi kết thúc buổi học, cô giao bài tập về nhà cho các em sẽ truy cập theo đường link như ở trên màn hình mà cô giáo đưa ra. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở chuyên đề sau với nội dung ôn tập địa lý tự nhiên tiết 1 do cô giáo Triệu Hoàng Thúy, giáo viên môn địa lý trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An hướng dẫn. Thân ái chào các em.